Mẹ của Ngài Xá Lợi Tử tên là Xá Lợi Tử, tức là con của bà Xá Lợi, cũng y chiếu theo hình thái của bà mà tạo ra tên đó: giới định viên minh châu quang hiện, giới định sáng tròn chân ảnh hiện. Ngài Xá Lợi Tử trong tiền kiếp, sanh sanh thế thế đều tu giới định huệ. Giới định huệ của Ngài đều viên mãn tròn đầy, viên minh tròn sáng như hạt châu phóng ánh sáng, nên nói là hạt châu hiển hiện. Hạnh giải tương ưng thể linh lung. Ngài vừa tu hành vừa học giáo điển nên trí huệ rất quảng đại. Thể linh lung nghĩa là thân thể của Ngài trong sáng như pha lê. Đại trí chi hà nhân ngu biểu, bậc đại trí sao giống kẻ ngu, sao gọi là đại trí huệ ngược lại với ngu si? Vì Ngài khác biệt hẳn với những người ngu. Người ngu si làm những việc điên điên đảo đảo, dù nói lời tốt đến đâu nhưng khi hành lại làm những việc hư hoại, tạo những việc hư hoại gọi là người ngu. Người có trí huệ không si mê, không phải biết mà vẫn cố phạm, không điên điên đảo đảo nên gọi là đại trí huệ. Thiện biện kỳ tại nương phục sanh, biện tài giỏi nhờ thai sanh trợ. Chắc chư vị nhớ rõ những lần tôi giảng kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến mẹ của Ngài Xá Lợi Phất không thể biện luận thắng cậu Ngài. Sau này lúc mang thai Ngài Xá Lợi Phất, mẹ lại cùng cậu Ngài biện luận. Khi ấy cậu Ngài không thể thắng bắt bẻ được mẹ Ngài. Do đó cậu Ngài ra ngoài học luận nghị ngoại đạo. Khi trở về, Ngài Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia. Vì lúc còn ở trong bảo thai, Ngài đã trợ giúp mẹ Ngài biện luận thắng cậu Ngài, nên gọi là thuyết thiện biện tài từ trong bảo thai. Nhân dài cụ thử chân trí huệ, người người đầy đủ chân trí huệ. Trí huệ này không phải chỉ Ngài Xá Lợi Phất có thôi, mà ai ai cũng đều có hết. Tuy có nhưng không biết dùng nên quên mất. Nếu mọi người biết dùng trí huệ này thì đều đạt được lợi ích cả. Thủ chư tảo khê bảo lâm phong, giữ phong cách bảo lâm tảo khê. Trí huệ chân thật này ở đâu? Tại tảo khê. Tảo khê ở nơi nào? Tại chùa Nam Hoa, Mã Bá, Quảng Đông, Trung Quốc. Xa không? Mình có thể tới được không? Chùa Nam Hoa tại núi Bảo Lâm là đạo tràng của Ngài Lục Tổ, rất xa nơi này, tôi không thể đến được. Này không cần phải đi, chỉ vì mỗi người cũng đều có sẵn phong cách tạo khê Bảo Lâm, không cần phải chạy đâu tìm cầu. Tự chính chư vị có sẵn trí huệ này, chính bồn thể của chư vị là phong cách tạo khê Bảo Lâm, nên chẳng cần phải ra ngoài tìm cầu. Trí huệ này cũng chính là chư vị, sao lại tìm cầu bên ngoài? Chư vị phải xả bỏ tâm vọng tưởng điên đảo, tự mình dụng công tham thiền đả tọa thì sẽ đắc được trí huệ này. Đó cũng là tào khê Bảo Lâm Phong. Lúc ngồi tham thiền đả tọa cũng là lúc ngồi tại núi Bảo Lâm. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc bất dị không, hữu nhược vô. Không bất dị sắc, thể dụng thù. Sắc tự thị không, chân nguyên triệt. Không tức thị sắc, vọng lưu khô. Sơn hà đại địa duy thức hiện, mộng huyễn phao ảnh như thị hồ. Thận vật ngoại trừ, trì trung đạo. Phóng hạ nhiễm duyên, tức lai như. Dịch: sắc chẳng khác không, có lại không. Không chẳng khác sắc, cùng thể dụng. Sắc tức là không, thấu nguồn chân. Không tức là sắc, nguồn vọng cạn. Núi sông non nước hiện duy thức, bọt ảnh huyễn mộng như thế đấy. Chớ cầu ngoài nên giữ trung đạo, xả bỏ nhiễm duyên, tức lai như. Sắc bất dị không, hữu nhược vô. Sắc chẳng khác không, có lại không. Sao gọi là sắc, tức là hình tướng. Sao gọi là không, tức là vô hình tướng. Sao lại gọi chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Đây là nói về đạo lý cùng tột, liễu nghĩa, triệt đẻ. Tất cả núi non, sông biển, đất đá, nhà cửa, phòng xá, vân vân đều là sắc. Sắc chủ ở nơi đâu? Sắc chủ tại hư không. Không trụ tại nơi đâu, không cũng trụ tại nơi sắc. Sắc và không có thể bảo là không hai.
Sắc không khác nhau, lại không phải là hai. Không chẳng khác sắc, hư không cùng sắc không có hai. Không bao gồm sắc, sắc cũng bao gồm không. Bên ngoài thì thấy có hai, nhưng thực tế vốn là một. Ví dụ nơi đây vốn trống rỗng mà chư vị lại đem cái bàn để ra đây, tức là có. Trước khi đem cái bàn ra, nơi đây vốn là hư không. Khi đem bàn ra thì còn có hư không nữa không? Cũng là có. Không gian cũng vẫn còn, bất quá bị cái bàn chiếm một khoảng thôi. Lại nói hư không này có sắc hay không? Không này vốn cũng có sắc, sắc tức là không. Chúng ta phân tích hình sắc mãi thì cuối cùng sẽ biến thành không. Tại sao thế? Thân thể chúng ta dựa nơi sắc pháp, do gì tạo thành? Do bốn đại tạo thành. Sắc thân do bốn đại đất nước gió lửa hợp thành cũng là sắc. Phân tích kỹ thì khi chúng ta chết đi, bốn đại này sẽ trở về nguồn gốc. Đất trở về với đất, nước trở về với nước, gió trở về với gió, lửa trở về với lửa. Sắc thân tan biến mất, sắc tức là không. Tuy này có sắc tướng mà tương lai thì không có. Nên nói là sắc chẳng khác không, thực có, thực không. Tuy có nhưng lại đồng với không. Không chẳng khác sắc, thể dụng thủ. Không chẳng khác sắc, cùng thể dụng. Không chẳng khác sắc nhưng có thể có dụng. Không là thể không, sắc là dụng của không. Thể và dụng tuy hai nhưng vốn là một. Sắc tức là không chân nguyên triệt, sắc tức là không thấu nguồn chân. Chư vị phải biết sắc thật chất vốn từ không. Cội gốc này nếu chư vị đạt đến được thì sẽ hiểu rõ triệt để. Không tức thị sắc vọng lưu khô, không tức là nguồn sắc vọng cạn. Chư vị phải hiểu rõ không tức là sắc, không có vọng tưởng thì nguồn vọng tưởng khô cạn, lại sắc chẳng khác không. Không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Đấy, có thể nói là chư vị tu đạo mới đắc được cảnh giới đó. Sắc này cũng là sắc đẹp. Sắc đẹp đại biểu cho sắc đẹp nam nữ. Chư vị chân chánh tu đạo đắc được cảnh giới an lạc thì cùng cảnh giới này như một, nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Khi tu đạo đắc được an lạc này thì so với vấn đề khoái lạc nam nữ gấp trăm ngàn lần không thể so sánh được. Vì vậy không chẳng khác sắc. Sắc tức là không. Trên hình sắc chư vị phải hiểu rõ lý không. Đừng trụ vào, chẳng có gì để chấp trước. Không nắm giữ, không xả bỏ, cũng không thọ, chính là không. Không chẳng khác sắc, không tức là sắc. Trên lý không đắc được an lạc chân chánh, khi đó những tư tưởng hay vọng tưởng của chư vị đều không còn. Vì sao? Đạt đến cảnh giới an lạc này thì càng an lạc thêm, vì đã xả bỏ tâm vọng tưởng. Sơn hà đại địa duy thức hiện, sông núi nước non hiện duy thức. Sơn hà đại địa tức đất đá núi sông là sắc pháp. Sắc pháp này xuất hiện từ đâu? Từ tâm thức phân biệt của chúng ta xuất hiện ra. Nếu chúng ta năng chuyển hóa tâm thức phân biệt thì núi sông đất đai cũng không còn. Mộng huyễn phao ảnh như thị hồ, ngọt ảnh huyễn mộng như thế đấy. Tất cả tướng đẹp đều mộng cả. Ai ai cũng biết mộng mị đều nằm mộng, nhưng hỏi nằm mộng như thế nào, thấy mộng ra sao, chỉ là tự trả lời cho chính mình thôi. Có mà không phải thật, không chính xác nhất định. Hoặc nói ban ngày nghĩ tưởng như thế nào mà tôi đến mơ như thế ấy. Hoặc nói trước kia tôi đã làm những cảnh giới này nên gọi đó là mộng. Lại có khi không nghĩ đến việc đó nhưng đến tối thì mơ thấy, vậy giảng giải làm sao? Có lúc không thấy qua cảnh giới mà lại nằm mơ thấy thì giải thích thế nào? Giải thích không được. Có phải tính từ trong giấc mộng không?